Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Và lời nói đầu tiên xin chúc quý bà con cùng tất cả anh em, cô chú bác nhiều sức khỏe. Và hãy cẩn thận, kỹ lưỡng khi ra đường trong cái mùa dịch Corona. Thì trong cái giai đoạn mà phát triển của cây mai từ tháng 1 cho đến tháng 6 âm lịch, thì cái thời điểm hiện tại là đầu tháng 3, thì tất cả các cây mai của chúng ta đã định hình và có đầy đủ cái bộ lá, cho nên cái nhu cầu về bón phân cung cấp dinh dưỡng cho cây thật sự rất là quan trọng. Thì sau khi mình suy nghĩ và thấy được cái tầm quan trọng của nó, nên hôm nay mình xin chia sẻ một cái vấn đề xoay quanh việc bón phân cho cây mai. Thì nó gồm có là bón phân hữu cơ, phân vô cơ và phân bón lá cho cây trong những cái thời điểm nào, những cái trường hợp nào để cho cây mai nó hấp thụ được dinh dưỡng để phát triển, nuôi cái bộ lá cho nó to, nó khỏe và nó đẹp, để làm cái nền tảng sau này cho quá trình sinh trưởng và hình thành nụ trong cái giai đoạn từ tháng 7 cho đến tháng 9, cũng như tháng 10 cho đến tháng 12 âm lịch. Tại sao mình không bón một loại phân cho nó khỏe đơn giản mà phải kết hợp bón nhiều loại phân? Mục đích của nó làm gì? Hay là sao không trộn những cái loại phân nó lại với nhau để bón, mà phải bón chia ra làm nhiều đợt và xen kẽ nhau? Rồi phân bón lá thì tại sao phải bón phun trên thân trên lá chia cho cực vậy? Khi bón phân cho cây mai, anh em lưu ý, thà bón phân thiếu chứ không được bón phân dư. Hồi trước giờ anh em thường thấy là những cái cây mai mình bỏ bê, không có chăm sóc, nó không có chết, nó không có phát triển, nhưng mà nó vẫn sống, nó vẫn có bông, bông không nhiều thôi. Nhưng mà nếu anh em bón phân mà bón dư phân, gọi là phạm phân á, thì tác hại của nó cực kỳ nghiêm trọng. Nó dẫn đến cây mai sẽ hư toàn bộ bộ lá, rồi sau đó là nứt da, cây nó suy và sẽ chết dần trong 1 đến 2 năm tới. Vì vậy mình thấy được cái vai trò quan trọng cho cái việc bón phân gì, bón như thế nào, liều lượng nó như thế nào để nó hợp lý, không thất thoát mà vẫn đảm bảo được cái hiệu suất cho cây. Quá trình cây mai nó phát triển và hình thành nụ từ tháng 1 cho đến tháng 12 âm lịch, vừa tròn 1 năm, thì có thể tạm thời chia ra làm 3 cái giai đoạn.
Tương ứng với mỗi giai đoạn thì cái nhu cầu phát triển của cây mai nó khác nhau, vì thế mình cũng phải bón phân cung cấp dinh dưỡng cho nó theo đúng cái dinh dưỡng cũng như nồng độ cũng như các chất để phù hợp với cái việc phát triển của cây. Cây cần phát triển cái bộ lá nhánh thì mình bón nhiều cái phân đạm, rồi khi cây bắt đầu quá trình mà sinh trưởng hình thành nụ á thì mình phải tăng cường cái hàm lượng lân ở trong các cái phân đa lượng lên, và quá trình mà nụ nó lớn thì mình phải tăng cường cái kali để giúp cho cái nụ của cây mai sau này nó to, nó đẹp và nó chất lượng. Trước tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em cái phân hữu cơ. Thì ở ngoài thị trường bây giờ có rất là nhiều loại phân, thì anh em ở mỗi vùng miền thì mình tìm mua được cái loại nào thì mình bón cái loại đó. Và lưu ý anh em để ý cái tỷ lệ NPK ở trên bao bì. Thì trong cái giai đoạn mà từ tháng 1 cho đến tháng 6 á, anh em chọn cái phân nó có cái tỷ lệ nitơ cao nhất. Rồi từ tháng 7 cho đến tháng 9 á, là cái tỷ lệ phát pho là cao nhất. Rồi qua tới cái giai đoạn mà tháng 10 cho đến tháng 12 á, thì kali, cái tỷ lệ kali cao nhất. Còn nếu anh em chọn được một cái loại phân hữu cơ nào mà nó có cái tỷ lệ NPK tương đối đều nhau thì mình có thể sử dụng xuyên suốt trong một năm vẫn được. Trước mặt anh em là cái bao phân hữu cơ Top Mix là của Hà Lan. Cái tỷ lệ NPK của nó là làm tròn là 833. Cái bao bên tay trái là 433. Thì trong cái giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 6 là mình sử dụng cái bao đỏ, và từ cái tháng 7 cho đến tháng 12 á, là mình sử dụng cái bao xanh. Nhưng cái phân Hà Lan này thì nó chỉ có cái hàm lượng là NPK thôi, nó thiếu các cái nguyên tố trung lượng và các cái nguyên tố vi lượng. Khi anh em sử dụng cái loại phân này hoặc là các loại phân khác mà thiếu các cái nguyên tố này thì buộc anh em phải sử dụng thêm phân vô cơ. Trong cái phân vô cơ á, thì nó cũng có cái tỷ lệ NPK, đồng thời nó có bổ sung thêm các cái nguyên tố trung lượng và các cái nguyên tố vi lượng. Hoặc là anh em có thể tìm mua những cái loại phân nó bổ sung cho các cái nguyên tố vi lượng hoặc là các nguyên tố trung lượng vẫn có. Thì có một cái điều mình khuyên anh em là nên tìm mua những loại phân nào nó tổng hợp được để mình bón một lần thôi cho nó khỏe. Còn mình đi bón mà mỗi một loại phân nó thiên về một cái chất á thì rất là cực, mà mình canh liều lượng và mình mất nhiều thời gian lắm. Thì ở đây mình sẽ nói rõ cái chi tiết chỗ này chút xíu. Trong cái phân bón á, nó gồm có 3 cái thành phần chính. Đó là các cái nguyên tố đa lượng. Đó chính là các cái nguyên tố nitơ, phốt pho, kali chiếm cái tỷ lệ cao nhất. Thì nó là cái thành phần quan trọng nhất cung cấp dinh dưỡng cho cây. Và các cái nguyên tố trung lượng như là canxi, magie, silic, lumen, thì các cái nguyên tố này nó làm tăng các cái chất diệp lục, nó giúp cho cây hấp thụ năng lượng của mặt trời, ánh sáng, rồi các cái loại thuốc mà phân bón lá mà khi mình bón qua lá và thân đó, nó sẽ hấp thụ, nó giúp cho cái cây mai
hấp thụ nhanh và được nhiều cái dinh dưỡng cho cây. Còn các cái nguyên tố vi lượng như là đồng sắt, mangan, spo thì nó đóng một cái vai trò là cái chất xúc tác để tạo ra cái chất diệp lục, để nó giúp cho cây hấp thụ quang hợp, trao đổi các chất, tạo ra dinh dưỡng, tích trữ cho cây trong cái quá trình mà phát triển cũng như sinh trưởng. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái loại phân hữu cơ. Bên tay phải cái bao đỏ là cái phân gà nén của Nhật. Thì cái phân này công ty mình nhập về và đã sử dụng thử nghiệm năm rồi, rất là thành công. Thì cái phân này nó được hơn cái những loại phân khác là nó tổng hợp được các cái nguyên tố đa lượng, nguyên tố trung lượng và các cái nguyên tố vi lượng luôn. Nên năm rồi á, là mình bón mai mà mình không sử dụng các cái loại phân vô cơ, mình chỉ sử dụng 100% là cái phân hữu cơ này. Và kết quả là cuối năm là cái mai của mình là cái bông nó rất là đạt, nó màu nó đậm và chất lượng cực kỳ. Thì hiện tại công ty đang cung cấp cho rất là nhiều đại lý ở trên Đà Lạt, Lâm Đồng, Đức Trọng, cho các cái vùng mà hoa màu. Còn ở miền Tây thì một số huyện ở các tỉnh như bón cho sầu riêng thì rất là hiệu quả. Thì ở đây mình có một cái bảng được là giấy chứng nhận kiểm tra cái tỷ lệ các cái thành phần nguyên tố trong phân. Thì đối với cái phân này là NPK nó là 2,9, 4,58 và 3,4. Còn các cái nguyên tố trung lượng như là canxi nè, carbon nè, nó có cái tỷ lệ 14,8, 7,6 và 22. Đồng thời nó có luôn là đồng, kẽm, sắt đầy đủ. Nên nói với những cái anh em nào có nhu cầu mà sử dụng phân mà nhiều thì mình sẽ hỗ trợ ship cũng như là cung cấp cho anh em cả nước với cái số lượng tương đối nhiều. Nếu mà từ 10 bao trở lên hoặc là 50 bao, 100 bao đều có, và với cái giá là giá đại lý để anh em sử dụng. Mình đã bón cho mai năm rồi và mình đã test và cũng thấy rất là đạt và ok. Thì ngoài các cái loại phân hữu cơ mà công nghiệp công ty sản xuất, thì ở ngoài thiên nhiên mình còn có một cái số loại phân hữu cơ dạng tự nhiên. Thì anh em cũng có thể thay thế, mình tìm mua để bón. Thì ở đây mình có một cái bảng thống kê cái tỷ lệ NPK của tất cả các loại phân như phân dơ, rồi phân cút, phân bò, phân ngựa, phân heo, phân gà, phân trùng quế đầy đủ. Thì anh em có thể tham khảo. Thì trong các cái loại phân á, thì mình thấy là cái phân dơ là cái tỷ lệ đạm nó rất là cao, nó rất là nhiều. Thì anh em nếu mà mình có sẵn được cái lượng phân mà này thì có thể bón. Nhưng mà khi anh em bón những cái phân này á, thì mình buộc phải bón cái phân vô cơ thêm để bổ sung các cái nguyên tố trung lượng và vi lượng. Cái thứ hai là cái phân vô cơ. Thì sau khi tìm hiểu ngoài thị trường thì mình thấy có cái loại phân, cái phân Better này nè, thì nó có hàm lượng cái tỷ lệ nitơ, phốt pho, kali và các cái nguyên tố trung lượng, vi lượng nó đủ cho ba cái giai đoạn của cái mai mình. Thì cái loại này nó là 16, 12, 8, nó chính là nitơ, phốt pho, kali, 11 là lumen, te là ký hiệu cho các cái nguyên tố vi lượng. Thì cái ba cái loại phân này mình sử dụng cho
cái giai đoạn từ tháng 3 cho đến tháng 6 âm lịch. Vì tháng 1 tháng 2 á, cái cây mai của mình nó còn yếu, cái bộ lá đợt đầu á, là mình chưa thể sử dụng cái phân vô cơ này. Sang qua cái giai đoạn mà tháng 7 đến tháng 9 thì anh em sử dụng cái chuyển qua đổi qua cái này 14 13 13 6 cộng ITE. Thay đổi cho đến cái giai đoạn mà tháng 10 đến tháng 12, quá trình làm nụ và phát triển nụ của cái mai á, thì mình sử dụng cái loại này 12 12 17 là mình tăng kali lên, và 6S là lumen TE có đầy đủ. Nếu anh em tìm mua được ba cái loại phân này là cực kỳ ok luôn, khỏi phải vất vả trong cái việc mà, tại vì mình thấy nhiều cái hãng phân khác nó bán không có đủ. Khi giai đoạn này mình mua có, nhưng mà giai đoạn sau nó lại không có, buộc mình phải mua của cái loại khác thì nó hơi cực. Nên là nếu anh em tìm được cái loại này thì mình sử dụng. Còn cái gần gũi nhất luôn là anh em tìm mua phân đầu trâu. Thì cái phân đầu trâu này của công ty phân bón Bình Điền là nó sản xuất cái phân vô cơ và cái dạng phân bón lá đầy đủ. Thì ở đây anh em xem cái trong cái giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 mình có cái này ở tỷ lệ là 17 12 17 TE. Thì ở đây nó có là anh em xem là các cái nguyên tố trong lượng như là gì, canxi nè ha, magie oxit nè, lumen nè, silic nè, có đủ hết ha. Rồi các cái nguyên tố vi lượng như kẽm, pho, bo nè, mangan, đồng sắt thì có đầy đủ. Cái phân bón lá thì khi trường hợp những cái cây mai của mình á, là cái bộ rễ nó yếu, thì mình sử dụng cái phân bón lá cho cái giai đoạn là từ tháng 1 đến tháng 6 là mình dùng cái 501 này. Thì cái tỷ lệ của nó là 30 15 10 để mình pha, mình vừa tưới gốc và mình vừa phun thân xịt lá, giúp cho cây nó hấp thụ thêm để nhanh hồi phục. Thì mình nhìn chung mình thấy cái phân bón lá đầu trâu của cái công ty phân bón Bình Điền thì nó sản xuất rất là đầy đủ. Qua cái giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 thì anh em đổi qua mình sử dụng 701 là nó là 10 30 20 đó, NPK ha. Và cái giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 á, là mình xài 951 thì ở đây nó có là 15, 20, 25 đó, theo cái tỷ lệ mà mình mong muốn luôn. Và ở phía sau của cái chai nó có đầy đủ các cái nguyên tố trung lượng và vi lượng luôn, quá hay. Anh em tìm mua, tính ra vậy là đơn giản ha. Vậy là mình phân vô cơ thì mình cứ mua sử dụng của thằng công ty phân bón Bình Điền thì nó có đầy đủ, mình cũng dễ mua phổ biến. Ngoài ra thì anh em có thể phối hợp sử dụng thêm cái thằng vitamin B1 này, nó cũng là cái dạng phân bón lá mà dạng lỏng, dạng nước, mình có thể pha và mình tưới vào gốc, xịt cho thân cho lá. Hoặc là cái giai đoạn đầu á, mình có thể pha với thuốc rưỡng rễ á, mình tưới cho cây, nhưng mình pha cái hàm lượng thấp thôi. Thì anh em ở từ Bắc chí Nam, nói chung là tùy theo vùng miền, nó phụ thuộc vào cái kinh tế nông nghiệp, cũng như cây ăn trái, cũng như là các cái loại hoa màu ở từng vùng, thì các cái cửa hàng nông nghiệp người ta sẽ chuyên về cái loại thuốc sử dụng cho cái vùng đó. Nên đôi lúc thì mình tìm mua ở không có thì buộc phải đi tìm mua ở những nơi khác, hoặc là có thể nhờ anh em ở những cái vùng khác để mua ship về. Còn trường hợp mà anh em sử dụng mà số lượng nhiều thì mình có thể hỗ trợ cho anh em mua giúp cho anh em. Còn hiện tại thì công ty thì chỉ kinh doanh cái loại phân phân gà nén của Nhật,
là cái dạng này á, là mình nếu sử dụng cái phân này á, thì mình không cần phải bón cái phân vô cơ gì cả. Anh em cái chu kỳ bón cái phân này á, là một tháng mình bón một lần. Thì anh em có thể là đầu tháng anh em bón rải, rồi giữa tháng mình có thể là mình ngâm vào nước, mình pha một cái lượng từ 30 đến 50% so với cái lượng mà phân mình rải để mình tưới vào giữa tháng, vào cuối tháng thì mình lại rải tiếp. Thì sử dụng từ cái tháng mà đầu tháng 2 cho đến là cái ngày 10 tháng 12 là mình kết thúc cái quá trình bón phân cho cây mai trước khi lật lá. Thì cái bao này thì nó là có 15kg thôi. Sau đây trong cái trường hợp nào, thời điểm nào mình bón phân cho cây cuối cái tháng 1 âm lịch, nếu những cái cây mai nào nó khỏe mạnh, nó ra cái bộ tàn lá nhiều, thì sang đầu tháng 2 khi mà cái bộ lá nó chuyển sang cái màu xanh, thì anh em bắt đầu bón cho nó cái đợt phân hữu cơ đầu tiên. Thì cái chu kỳ bón phân hữu cơ đối với phân rải á, thì là một tháng anh em bón một lần. Sau đó nửa tháng anh em bón lót cái phân vô cơ. Thì đối với cái cây mai này chậu 90, hoành nó 32, thì anh em bón cái đợt đầu tiên thì anh em bón một cái chén phân hữu cơ, chén cơm á. Còn cái phân vô cơ thì mình sẽ bón một cái muỗng canh. Đó là cái liều lượng mà mình thấy hợp lý khi mình chăm sóc cây mai trong cái thời gian qua. Còn đối với những cái cây mai mà cái đợt đầu mà nó ra lá mà chưa có đều á, ví dụ như cái cây này, anh em xem cái dàn nhánh của nó là nó ra chưa có đều, thì mình tiếp tục sử dụng cái thuốc dưỡng rễ mình tưới cho nó. Rồi sau khi mà cái lá này nó già ha, thì mình sẽ không bón cái phân hữu cơ, mà mình dùng cái phân hữu cơ đó mình ngâm nước để mình tưới. Lý do tại vì khi mình pha với nước á, mình tưới á, cái cây mai nó sẽ nhanh hấp thụ và nó giúp cho cây mai nhanh hồi phục lại, và kết hợp với cái thuốc dưỡng rễ để cho những cái mắt lá này nè nó nhanh ra trong cái đợt 2, và sau đó là cái lá nó chuyển sang già đồng bộ hết, thì mình bắt đầu là mình mới bón cái phân hữu cơ rải, và sau đó là 15 ngày mình bón lót cái phân vô cơ. Anh em lưu ý ha, có một sự khác biệt ở đây. Đối với những cái cây mai nhỏ hoành khoảng 25 trở lại, được trồng trong các cái chậu 80, 70, 60, thì trong cái thời điểm này trời nắng gắt, cây mai của mình cũng chưa có phát triển mạnh, thì khi cái lá nó già thì anh em sử dụng cái phân hữu cơ ngâm nước để mình pha mình tưới cho cây, giúp cho cây nhanh hấp thụ và bổ sung cái dinh dưỡng để cây nó phát triển mạnh. Rồi sau đó 15 ngày thì mình tiếp tục sử dụng cái phân hữu cơ mình rải cho đến khi nào mà cái cây mai nó ra cái đợt lá thứ hai và nó ổn định như cái cây này, thì thường nó dơ vào tháng 3, thì lúc đó mình mới bắt đầu rải cái phân hữu cơ. Sau đó 15 ngày mình bón lót cái phân vô cơ cho đến hết tháng 6 âm lịch. Thì tùy theo loại cây mạnh, yếu, si hoặc là trung bình thì mình có cái cách bón phân khác nhau.
để giúp cho cái cây mai nó không bị sốc. Anh em lưu ý nhé, trong cái tháng 2 anh em quan sát, nếu mà lá mai á, anh em xem cái lá mai nó không có được cái màu xanh đậm, thì anh em có thể sử dụng thêm cái phân bón lá hoặc các cái loại phân mà bổ sung các cái nguyên tố trung lượng như magie sulfate á, thì mình pha mình xịt thêm. Tại vì trong cái giai đoạn này á, là cái bộ rễ cây mai nó chưa có mạnh, mà mình cũng chưa có bón phân, nên là lá của cây mai nó chưa có, nó đẹp, chưa có dày, chưa có màu xanh đậm. Thì nó có những cái căn lá xanh như thế này là nó do thiếu đạm và thiếu các cái nguyên tố trung lượng, nó làm cho cái bộ lá của mình nó hơi tái tái, vàng vàng, nổi gân vậy nè. Thì sau khi nó ra cái đợt lá thứ hai á, thì mình bón phân đầy đủ, lá của cây mai nó sẽ đẹp và sẽ xuyên suốt cho đến cái giai đoạn mà tháng 6. Để bón phân cho cây mai, anh em nên tưới cho cây nó ướt, rồi sau đó mình mới tiến hành bón phân. Bởi vì khi mình rải phân lên á, thì cái lượng nước mà mình tưới trong bầu á, nó sẽ giúp cho phân nó mềm. Cái mai này hoành 57, cái cũ nó là 72, được nuôi trong cái chậu 1m3. Thì cái mai này mình rải phân hữu cơ thì mình sẽ rải hai chén canh. Và khi rải thì anh em cũng lưu ý là mình sẽ rải từ cái khoảng cách từ gốc cây cho đến cái mí chậu, thì mình rải khoảng 2/3 từ mí chậu vào. Thì cái cây mai á, rễ của mình nó tập trung ở ngoài chứ nó ở trong gốc nó không có. Rải đều ha. Còn những trường hợp mà anh em mà ngâm dùng cái phân hữu cơ này mà mình ngâm nước để tưới á, thì mình chỉ ngâm một chén trở lại thôi, còn thường là khoảng một chén lưng là hay nhất. Lý do tại vì khi anh em ngâm phân vào tưới á, là cái toàn bộ cái phân nó sẽ thấm vào cây rất là nhanh, trong vòng 24 tiếng là cái cây nó sẽ hấp thụ được. Còn khi mình rải cái phân này nè, thì sau 24 tiếng đến 1 tuần thì cây mai nó bắt đầu nó ăn, nhưng mà cái phân của mình nó hòa tan cũng rất là chậm, nên là khi mình ngâm nước mình tưới á, cây nó hấp thụ nhanh, nên là mình sẽ pha một cái liều lượng thấp thôi, và cái thời gian á, là mình tưới nó ngắn, nghĩa là chu kỳ rải phân là 1 tháng, thì nếu anh em tưới thì chỉ 15 ngày thôi. Thì phân nó trôi ăn nhanh, thì mau hết phân thì mình phải phải tưới nhiều. Thì tổng cái lượng phân mình bón trong 1 tháng thì nó cũng gần bằng nhau. Rồi sau khi mình rải thì mình sử dụng cái phân trộn này, mình phả một lớp mỏng lên phân để cho phân nó không có bị bốc hơi, và nó giúp cho phân nó mềm, thì cái viên phân này nó cũng cứng. Nếu mà mình không rải nó, khi mình đợi mình tưới vậy, cái lượng nước ngày mình tưới một lần á, thấm nó không có đủ, gặp trời nắng nữa nó khô nó cứng, là nó lâu hòa tan lắm, mà cây không hấp thụ nó không được bao nhiêu. Còn khi mà anh em sử dụng cái này hoặc là những cái miếng vải đồ mình đậy lên á, thì nó ẩm, nó sẽ giúp cái phân nó mau mềm lắm. Từ đây tới sáng là cái phân nó đã mềm, mà sáng ngày mình tưới là nó sẽ rút xuống cái bầu, và cây nó sẽ ăn nhanh, và cái hiệu suất cây nó hấp thụ cái phân đạt khoảng 70-80%. Còn nếu anh em rải mà không có lót phủ một cái lớp phân này nè, thì cây nó hấp thụ khoảng chừng 50-60% là cùng, còn khi không được, và cây mai nó chậm ăn phân lắm, nó không có nhanh. Rồi sau 15 ngày
thì mình bón lót cái phân vô cơ. Thì cái chậu này là chậu 90, mình sẽ rải một muỗng canh cái phân vô cơ. Thì khi rải thì anh em cũng chú ý là mình rải là cũng ở ngoài mép. Anh cho thích vô chút xíu nữa anh kìa, thích ở ngoài quá. Ừ, thích vô khoảng 2/3 cái khoảng cách từ gốc cho đến chậu. Này hút cơ nó nóng. Hút cơ nó nóng hơn mấy kia. Tại vì cái phân vô cơ này á, là nó rất là mau hòa tan. Mà cái tỷ lệ của nitơ phốt pho kali của nó là nó cao hơn so với phân hữu cơ, mà nó tan nhanh nữa, nên là mình không có được bón nhiều. Và cái tỷ lệ bón của nó thường thường á, anh em để ý, ví dụ như cái phân hữu cơ của mình á là 8/3, cái thằng này là 30/10, thì thằng này nó gấp gần 4 lần. Thì khi mình bón á, thì cái tỷ lệ của nó là nhỏ đi 4 lần, và mình sẽ nhân thêm cái hệ số 1.5 nữa, là do là cái lượng hòa tan nhanh của nó đó thì nó sẽ ra. Bây giờ mình ví dụ cho anh em dễ hiểu ha. Cái phân hữu cơ mà nó cái tỷ lệ của nó là 8/3, còn cái phân vô cơ của nó là 30/10, thì trong một cái 100 kg á, thì cái phân vô cơ nó sẽ có 30 kg, còn thằng hữu cơ nó có 8 kg thôi. Thì cái nồng độ mà cái phân nitơ á, là trong cái phân vô cơ nó lớn gấp gần 4 lần so với phân hữu cơ. Vậy là khi mình bón là một cái muỗng canh phân vô cơ này á, thì cái phân hữu cơ của mình á, là tương ứng là 4 muỗng. Mình sẽ tính thêm cái hệ số 1.5 là do cái phân vô cơ nó hòa tan nhanh á, còn cái phân hữu cơ của mình á, là nó chậm. Thì mình sẽ nhân cái phân hữu cơ thêm 1.5 nữa, ví dụ là 4 mà nhân cho 1.5 nó là ra 6 muỗng. Đó, 6 muỗng thì lúc đó vô mình bón cái cây này. Mình bón rải phân hữu cơ á, là mình bón là 6 muỗng, còn cái phân vô cơ là mình bón 1 muỗng thôi. Thì tùy theo cái tỷ lệ NPK trong phân mà mình tính ra. Rồi sau khi mình rải xong thì mình dùng cái phân xơ dừa trộn với chấu sống mà mình dùng cho mai là mình phủ lên một cái lớp mỏng. Rồi mình phun nước một cái lớp nhẹ qua để cho cái phân của mình nó mềm. Rồi sáng ngày mai mình tưới, giờ chiều ngày mai mình tiếp tục tưới lần thứ hai, mình xả. Cái phân vô cơ là anh em phải xả ít nhất là 2-3 lần nha. Anh em có thể tìm chủ đề của video mà chăm sóc cây me vàng trong cái tháng 3 âm lịch, có đề cập rất là chi tiết cái cách bón phân hữu cơ cũng như vô cơ, bón dạng rải và ngâm nước rất là chi tiết. Ok, đó là tổng hợp tất cả những gì liên quan đến phân bón cho cây me vàng trong một năm qua 3 cái giai đoạn. Tương ứng với mỗi giai đoạn thì mình chọn mỗi loại phân nó có tương ứng cái tỷ lệ NPK khác nhau. Rồi tùy theo trường hợp cái mai khỏe mạnh yếu thì mình có cái cách bón tương ứng. Và cái cách bón như thế nào cho nó hiệu quả, liều lượng cho nó thích hợp để tránh cái hiện tượng là phạm phân, dẫn đến cái mai nó bị suy và có thể bị chết trong 1-2 năm tới. Hy vọng là cái clip này sẽ bổ sung đầy đủ những cái kiến thức, những cái thông tin để giúp cho anh em nắm được cái quy trình bón phân cho một cây mai và hạn chế tối đa thất thoát khi mình chăm cây mai mà mình không hiểu được nó. Và mong rằng anh em sẽ sớm hiểu được và thành công trong cái công việc chăm sóc cây mai để chơi Tết. Cảm ơn.